Kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng xin kính chào toàn thể quý bà con ha. Chúc ngày mới vui vẻ an lành và thành công hơn trong công việc nha mọi người. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 12 âm lịch rồi, là tháng cuối năm rồi ha. Chỉ còn vỏn vẹn khoảng chừng 2 tuần lễ nữa là đối với những cây mai mà chơi hoa Tết ở khu vực phía Nam á, thì cân nhắc tính đến cái ngày xuống lá mai rồi. Nhưng mà clip này mình không nói về cái ngày nào xuống lá mai ha, để clip khác. Clip này chỉ nói đến những việc mà mấy ngày qua có những anh em hỏi là thời điểm này những cây xuống lá rồi hoặc và những cây chưa xuống lá, như mình đây cũng chưa xuống lá, thì bón phân gì cho cây nữa và bón được nữa hay là không. Đối với phân bón á, thì nói về hữu cơ á, thì cách chăm của mình thông thường là tháng đầu năm và tháng cuối năm mình không sử dụng hữu cơ nữa, cho nên từ đây về tới Tết mình sẽ không sử dụng hữu cơ nữa. Còn vô cơ là NPK thì tháng cuối năm này anh em vẫn sử dụng được thêm một lần nữa thôi nha. Đừng cố mà nhồi vào nhiều quá ha. Là anh em chọn ra trong tháng này, giả sử bây giờ vẫn được, hoặc một tuần lễ nữa anh em sử dụng một lần nữa là NPK mà có số cuối cao, hoặc kali đơn vẫn được anh em, để giúp cho cây á, khi mà hoa nó bung cánh vàng ra rồi á, thì nó bung mạnh hơn nè, rồi màu sắc nó rực rỡ hơn và nó sẽ lâu tàn hơn được 1-2 ngày ha. Lâu hơn thôi nha, chứ không phải là cứ sử dụng vào là hoa lâu tàn 4-5 ngày thì không có ha. Có thể kéo dài thêm, mình không sử dụng thì có thể hoa giả sử 2 ngày nó bắt đầu rụng cánh, còn mình có sử dụng kali thêm lần nữa thôi thì có thể là kéo dài được 3 ngày nó bắt đầu rụng cánh, thì nó lâu hơn được xíu. Ở đây là mình nói chung cho những cây đã xuống lá rồi hoặc là những cây chưa xuống lá vẫn sử dụng được anh em. Nhưng quan trọng vào thời điểm này ha, là mình nên ưu tiên cho tưới ốc, và NPK anh em đưa vào là phải giảm liều ha. Giảm liều từ 50 đến 70% liều lượng của nhà sản xuất đưa ra thôi. Giả sử người ta đưa ra cho mình 2 gram pha 1 lít nước, mình có thể mình sử dụng 1 gram ha, cũng có thể sử dụng 1 gram rưỡi. Hoặc nếu người ta đưa ra cho mình 1 gram sử dụng 1 lít nước thì mình sử dụng chỉ 0,7 gram thôi trên 1 lít nước. Đó, giảm liều ha, tưới gốc ha, đừng có phun lên nụ. Phun lên nụ dễ bị làm cho cái nụ mình đen, bị teo luôn đó, bị phạm phân là nó bị sốc thứ nhất, thứ hai là bị thui nụ, đen nụ luôn đó. Đó, cho nên ưu tiên tưới gốc là vậy ha. Còn nói đến việc phun phòng sâu vào bọ trĩ á, thì những anh em nào đã xuống lá rồi thì phải cần là 5 tới 7 ngày là cùng nha, là phải một lần ha, sâu vào bọ trĩ ha. Anh em phun thuốc bò trĩ là con sâu nó cũng đã chết luôn rồi. Tại mình nói thì nói luôn luôn mà đi kèm sâu vào bò trĩ gì đó. Đó, chứ không thôi là đã xuống lá rồi giờ bung búp xanh mà không phòng là nó đục banh mấy cái búp xanh hết ha. Những anh em nào cây chưa xuống lá thì cũng không cần phòng bò trĩ đó lắm đâu. Thì có cái gì để nó ăn đâu mà. Còn việc ở thời điểm này lá nó già và vàng và nó bỏ lá ha, bỏ lá bớt, cây tự rụng lá nghe nè. Thì thời điểm này là có rất nhiều cây mà bỏ lá ha. Như đây cây của mình cũng vẫn bỏ lá, nó rụng lai rai. Thì đằng nào khỡ 2 tuần nữa mình cũng xuống luôn. Nhưng mà nó vàng kiểu này thì vàng sinh lý một cách tự nhiên anh em ha. Đáng lý ra rụng vào mùa thu mà bây giờ là bước sang mùa đông luôn rồi mà, thì nó phải bỏ lá từ từ để mà nó cho hoa. Nếu mà cây tự nhiên anh em không hái lá thì cây vẫn bỏ lá, bỏ không hết được nhưng mà cây vẫn bỏ lá để nó cho hoa anh em. Có nhiều anh em á, sợ nói không biết cây mình bị gì mà mấy ngày qua vàng lá và rụng nhiều quá. Thì miễn sao anh em chăm đúng, nước non không thiếu không thừa, phân không bị phạm, thì cây rụng lá thì cứ để cho cây rụng, mình cũng không có can thiệp được đâu nè. Thêm một vấn đề nữa mà có một số anh em quan tâm và có hỏi là cây của mình á, thời điểm này nó không thấy nụ rồi gì hết, có cái loại phân nào để mà phun và tưới để từ đây tới Tết có hoa chơi không? Thì mình cũng đã nói rất là nhiều lần ha. Trên cây mai á, không phải là làm nụ trong vòng nửa tháng hay tháng gì làm được đâu. Làm nụ trên cây mai là cả quá trình khoảng chừng kéo dài khoảng chừng ít nhất là phải 3 tháng rồi nè. Ha. Đó. Cho nên giờ chỉ còn chưa được 1 tháng thì làm nụ được nào mà kịp ha. Cho nên là khi chăm chăm theo nhịp là bắt đầu có những nơi là giữa tháng 6 người ta bắt đầu người ta tiến hành vô phân làm nụ, còn mình thì thường giữa tháng 7
Mình vô phân làm nụ 1 tháng, vô phân 1 lần. Thì tới bây giờ cây có nụ thì mới cho hoa được. Còn trên cây không có nụ thì thôi để chăm lại năm sau cho hoa, không thể nào mà làm nụ kịp ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, có những cây mà năm nay vì trổ sớm mà, hoa trổ sớm, thì có những cây trổ mà còn nụ, thì có những cây cũng hết nụ. Thì những cây nào còn nụ ít hay nhiều gì đó, còn ít thì chơi hoa ít, còn nụ nhiều thì chơi hoa nhiều, mà không còn nụ nữa thì cũng để chăm dưỡng lại năm sau chơi. Chứ giờ có bao nhiêu chơi bấy nhiêu ha, không thể làm thêm được cái gì cả. Và tiếp theo thêm một việc nữa là những anh em là biết kênh của mình từ những năm trước rồi á, thì mới biết mới hỏi cái câu là thời điểm này kích rễ, bắt đầu kích rễ cho cây được chưa, là những cây chơi hoa Tết nha. À, thì thông thường á, thời điểm này kích rễ cho những cây này là tương đối sớm nha nè, không không cần vội đâu anh em. Kích rễ bây giờ, kích rễ bây giờ là coi chừng là nữa là phúng đọt nhiều hơn đó. Cho nên sau khi mình xuống lá rồi, những anh em cũng đã xuống lá rồi, cho giờ mình nói chung chung là tính thời gian đi ha, đừng nói xuống lá. Xuống lá những vì những anh em ở khu vực phía Bắc đã xuống lá rồi mà. 2 tuần cuối năm, khoảng chừng giữa rằm đi, rằm tháng 12 âm lịch, thì mình bắt đầu mình sử dụng tưới gốc 1 lần kích rễ cho cây là được ha. Hoặc là ngày 20 mình tưới vẫn được, một lần thôi, rồi bắt đầu qua năm chơi hoa xong xả tàn, mình vẫn phải kích rễ lại cho cây thêm 2-3 lần nữa để cho cây có rễ mạnh lên. Chứ trong quá trình mà mình làm nụ cho cây và đẩy kali vào thì cây nó chết một phần rễ đó, cho nên mình cần làm rễ lại là cuối năm là như vậy, 1 lần thôi mình chuẩn bị cho năm sau để mình làm rễ cho cây nó dễ hơn thôi, chứ không phải là kích rễ cuối năm là cây có rễ liền đâu. Vì anh em phải biết rằng sau thời gian mình nuôi nụ và khi cho hoa thì cây mất rất nhiều sức ha, cho nên mình cần chuẩn bị làm rễ cuối năm và đầu năm sau để cho giúp cây nó có nhiều miệng ăn hơn và nó mau hồi phục hơn. Khi nào cho hoa xong cây vẫn bị yếu hết, bị yếu hơn bình thường đó, cho nên mình cần làm những gì tốt nhất cho cây có thể thôi. Còn nói là kích rễ bằng những loại nào và từng việc làm cụ thể như thế nào từ đây tới cuối năm, thì những anh em nào mà từ đầu năm tới giờ chăm cùng nhịp với mình á, thì đang theo dõi mình thì không nói rồi. Còn những anh em nào mới biết kênh của mình á, nếu tin tưởng khả năng của mình thì từ đây tới Tết anh em có thể theo dõi kênh thường xuyên ha, để mình làm cái những việc gì trên cây và làm bằng những loại nào thì anh em cũng có thể biết, chứ giờ nói ra thì nói nhiều quá. Những anh em nào mới xem á, thì nhớ nếu yêu mến tin tưởng kênh thì ấn vào đăng ký nè, rồi ấn vào quả chuông nè, rồi ấn vào chữ tất cả. Làm đủ 3 việc này thì mỗi khi mình up clip mới lên á, thì YouTube đều báo về máy cho anh em trong vòng 1 giây ha. Lẽ đương nhiên anh em phải tin tưởng mới được, còn không thì không cần làm mấy việc này đâu. Thôi, clip của mình đến đây cũng xin được tạm dừng ha. Anh em xem clip á, nếu thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho mình á, trong cái việc chăm sóc cây mai cuối năm này và thời điểm này, thì vui lòng cho mình xin một like ha, để giúp cho clip này được YouTube đề xuất nhiều hơn, đến được với nhiều anh em khán giả mới tập chăm cây hơn ha. Thôi chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.